Xin chào buổi sáng các anh chị các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, tràn đầy niềm vui. Sáng ngày 19 tháng 8 2021. Hàng nhãn sấy. Rơi nhãn rồi. 4.000 nhãn sấy. Tại phía dưới là ngã ba cầu Chét các anh chị ạ. Chỗ này là gọi vẫn là cầu Chét các anh chị ạ, hoặc là giáp giáp lên một chút đây. Cầu Chét đây. Đấy, nhưng mà ở dưới kia là ngã ba các anh chị nhé. Đoạn này là giáp danh giữa Tân Hoa và cầu Sài và cầu Chét. Thì anh chị em mua dọc đường, kể cả ngay phía dưới kia thì xe dựng ở dưới đã mua rất là nhiều. Đấy, thì phía trên này thì đi lên khoảng mấy cây số. Đi khoảng mấy cái cố lên phía trên thì Tân Hoa anh chị nhé. Em mua cao nhất 4.000 đây. Hàng hoa thì vỏ nó vàng hơn, mã đẹp hơn. Hoa thì 5.000. Sấy chỉ 4.000 à? Nhãn Hương Chi lại rẻ hơn đây em. Hạnh. À đấy. Ạ. Hương Chi có 2.500, đẹp thì 3.000. Hương Chi không sấy được cái sao mà rẻ nhỉ? Cũng sấy được á? À để rẻ hơn. Không được hơn đâu chị. Cái này phải mới đầu thôi. Mà nhân đấy thì không bán được hàng hoa đâu. Em nói thật một câu. Nó chị em mình trẻ chị em mình một bàn. Ở phía trên ngã ba Tân Hoa phía trên thì anh chị em mua rất là đông. Ai mà không bán được ở trên đấy thì chuyển xuống phía đi xuống phía dưới này. Thì ông chủ thôi mà cứ bảo là. Này cặp kênh cái này tí đổ này. Được. Chưa được tạ rưỡi. Một tạ 24 cân chưa lùi. Chưa được. Cho cái xe cái đi để tôi vào cái. Cũng vào luôn hả chị? Ừ. Vâng. Thế không bán cả nước miếng đâu. Không bán thì. Và 4.000 chốt luôn. Hàng này ở trên ngã ba Tân Hoa đi xuống à? Không, ngay cầu Sài á. À dạ. Mấy nghìn đấy? À 4.000 à. Tại gặp anh. Dạ. Rồi dồn hết đây rồi. Đó, thì mua nhãn thì có ô tô cứ để dọc đường mua được ngay, và hàng nó lại nhiều. Các bác ấy, đi bán ở phía dưới và ở trên xuống, nói chung là thồ rất nhiều rồi. Còn hồng các anh chị em nhé, hồng thì còn cảm giác đắt hơn. Bắt đàn ông là bắt người ta hơn. Nhưng mà cũng không cho được lên cái này đâu. Cho người hồi xuống, không cho đâu. Lên chào lên. Đấy, tiền rất nặng, hơn sọt hơn tạ. Một tạ trừ bao nhiêu cân à? Cả 5 cân. Không sai. Ai trả trừ thế? Một tạ trừ 4 cân ơi. 4 cân một giờ. Tạ trừ 5 cân. Sáng sớm hôm nay thì bây giờ mới khoảng hơn 6 giờ thôi các bác anh chị nhé. 6 giờ 16 phút. Rất là sớm luôn.
thì đương nhiên là cái việc mà nhãn này các bà con là bẻ từ chiều ngày hôm qua rồi. Nhãn thì bẻ, như xin nhắc lại là bẻ chiều ngày hôm qua thì nó không có xương nhé, còn sáng nay thì tầm này vẫn đang có xương ướt nên là chưa thể bẻ được. Hôm nay ở trên chỗ nhà Thịnh không mua à em? Không đi đường đấy à? Lại đi đường dưới này à? Đấy, nhãn lúc đó đổ rất nhiều luôn đấy. Nắng các bạn, buổi sáng nắng chói chang luôn. Cái này tầm chỉ có mua lúc là được xe thôi. Xe là xếp luôn ở phía trong này nhé. Hàng sấy. Một số thì không bán thì lại đi luôn rồi, chưa được. Là cái giá thì nó giống sản xem giống nhau. Bây giờ nó có giống hàng hoa và hàng sấy anh chị ạ. Hàng hoa là quả nó to, nó vàng. Gọi hàng hoa tức là hàng đi chợ ăn tươi luôn đấy. Còn hàng sấy thì nó xấu hơn một chút. Nếu nó xấu hơn thì đương nhiên là chưa vàng nữa hả? Có anh đều nhãn miền à? Hay nhãn hương chi á? Nhãn miền à? À vâng. Nhãn của anh còn nhiều không? À vườn còn nhiều không? À vườn còn nhiều nhãn không anh? À vâng. Nói chung là do cái thời điểm này thì cũng đang chợ búa cũng đang chưa mở lại được ở các thành phố lớn ấy. Thì các lò sấy ở đây cũng hoạt động rất là nhiều ấy. Dọc ngay khu vực này. Họ lò sấy quả này cấy rất nhiều, sấy mua rất nhiều này cả cái người ta cũng cân được, chỉ cân hàng sấy 4.000. Chợ nhãn nó cũng như chợ vải các bác ạ, nó cũng như chợ vải, cứ gặp đâu là mua đấy thì gọi là chợ thôi. Thực ra là nó cứ đông là tập trung lùi xe là mua là bán là thành chợ phải không các bác. Đặc biệt là đông thì ở ngã ba Tân Hoa là ở khu dọc đường đúng không nhỉ. Đấy, ngoài việc mua bán ở đường thì còn cái việc nhãn đẹp đấy thì thương lái sẽ vào tận vườn cắt nhé, thương lái thường vào tận vườn cắt. 5.000 thì không, đấy, 5.000 không ai cân đây. Đấy, thì buổi sáng sớm ngày hôm nay sáng 19 tháng 8 gửi đến anh chị một chút cái tình hình mua bán nhãn tại dọc đường luôn nhé, tại cầu Chét Phi Điền anh chị ạ. Đấy, tại phía trên dọc đường ở đây thì rất nhiều, từ dưới trũ lên đây thì rất nhiều cái điểm mua như này. Đấy, mua dọc đường như này và ngoài ra còn cân ở tại nhà nữa và đi vào vườn nhé. Đó là kênh thức mua bán nhãn tại quê em Lục Ngạn nhé, để gửi đến các chị trong clip ngày hôm nay. Xin chào, cảm ơn các chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các chị. Không đồng ý bán thì lại đi tiếp phía dưới nhé. Tạ thì đây vẫn trừ 5 cân các bác ạ, đâu cũng thế nhỉ. Mua bán nông sản Lục Ngạn hoa quả lùi cân rồi là việc nó mất thành văn rồi.